Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngày hôm nay thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới 3 trận đấu tiếp theo của vòng 3 V-League 2024-2025. Và trước khi đến với cái lịch thi đấu cụ thể của ngày hôm nay và nhận định qua về các trận đấu, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách đăng ký kênh, bấm like cũng như là đưa ra những cái bình luận của mình dự đoán về kết quả các trận đấu ngày hôm nay. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo cái lịch thi đấu ngày hôm nay thì sẽ diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng 3 V-League 2024-2025. Vào lúc 17 giờ thì Quảng Nam sẽ đối đầu với Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. Vào lúc 18 giờ Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với Hà Tĩnh trên sân Vinh. Và trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu hôm nay đó là cuộc so tài của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC. Chúng ta biết rằng là trong ngày thi đấu hôm qua thì đội Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất là tốt và đã có được một cái kết quả hòa trước nhà đương kim vô địch Nam Định. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu ngày hôm qua mà dứt điểm tốt hơn thì có lẽ đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Lê Quang Trãi đã có được cái kết quả thuận lợi hơn nữa. Trong khi đó thì Quy Nhơn Bình Định trong ngày hôm qua thì cũng đã có được một cái chiến thắng, có thể nói rằng là một cơn địa chấn trước Thể Công Việt Theo trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với một chiến thắng là 1-0. Điều đáng nói hơn cả là Bình Định ghi bàn ở phút thứ 7 và đến phút 21 phải chơi thiếu người, nhưng mà họ vẫn bảo toàn được cái tỷ số của mình tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời, một tinh thần chiến đấu rất là tuyệt vời của Bình Định. Thì trong ngày hôm nay cũng như vậy, trận đấu giữa Quảng Nam với Đà Nẵng là trận đấu mà có sự cân sức cân tài nhất định. Quảng Nam thì ở hai vòng đấu vừa rồi thì cũng đã có kết quả không tốt, nhận những kết quả thất vọng. Trong khi đó thì Đà Nẵng cũng không khá khẩm hơn, Đà Nẵng mới chỉ có được một điểm thôi. Thì Quảng Nam sẽ cần hướng tới những cái điểm số đầu tiên, thì gặp Đà Nẵng sẽ là cơ hội tốt. Bởi vì trên thực tế thì Đà Nẵng với Quảng Nam là hai đội bóng cũng đã rất là hiểu nhau, và hai đội bóng này thì cái năng lực chuyên môn của các cầu thủ ấy thì nó cũng xem nhau. Vì thế cho nên là nếu như đội bóng nào mà biết chắt chiu cơ hội và có được cái sự tỏa sáng của những cá nhân ấy, thì khả năng cao là có thể sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên thì với cá nhân Thuật Thể Thao, với trận đấu này giữa hai đội Quảng Nam và Đà Nẵng thì Thuật Thể Thao cho rằng đây là trận đấu mà không ngoại trừ khả năng hai đội bóng sẽ hòa nhau đấy. Còn trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh cũng là một cặp đấu rất là hay. Đây là một cặp đấu mà chắc chắn là các cổ động viên của Hà Tĩnh đang rất là mong chờ vào việc một đội bóng này sẽ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi vì Hoàng Anh Gia Lai trong ngày hôm qua thì đã hòa Nam Định, và nếu như mà Hà Tĩnh đánh bại được Sông Lam Nghệ An thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng, một điều mà có lẽ là nằm mơ các cổ động viên của Hà Tĩnh cũng như là ngay cả chính huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng không dám mơ tới khi mà trước khi giải đấu năm nay diễn ra, đúng không ạ? Nếu như điều đó xảy ra, về phía Sông Lam Nghệ An thì ở thời điểm hiện tại đội bóng này đang có phong độ không tốt đâu, vì là Sông Lam Nghệ An cũng chỉ hòa với thua thôi. Thì ở cái vòng đấu thứ 3 này gặp Hà Tĩnh thì về cơ bản thì là một cái đối thủ nó cũng vừa miếng, đúng không ạ? Hai đối thủ này thì cái năng lực chuyên môn nó cũng xem nhau, giống như cái cặp đấu giữa Quảng Nam với Đà Nẵng. Nhưng có điều thì Hà Tĩnh đang có một cái chút vốn trong tay là 6 điểm và cái tinh thần đang lên rất là cao. Vì thế cho nên là họ sẽ có một chút lợi thế hơn. Mặc dù là phải thi đấu sân khách nhưng Thuật Thể Thao vẫn đánh giá Hà Tĩnh nhỉnh hơn một xíu. Nhưng mà khả năng cao trận đấu này hai đội cũng sẽ hòa nhau mà thôi. Còn trận đấu muộn nhất của ngày hôm nay đó là cuộc so tài của đội Thành phố Hồ Chí Minh với đội Hà Nội FC. Đây là cặp đấu mà cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Thành phố Hồ Chí Minh thì trong rất nhiều năm trở lại đây thì gặp Hà Nội FC thì không thắng được đâu, toàn thua, thậm chí có những trận thua rất đậm. Mấy trận đấu ở đây toàn thua với tỷ số 1-3 thôi. Nhưng mà năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cấp đội hình lên, và cái nhân sự hiện tại của Thành phố Hồ Chí Minh nó rất là tốt và có thể đua tranh vào top 5 được, top 5, top 4 được. Năm ngoái thì đã vào top 4 với một cái thành tích rất là bất ngờ, nhưng năm nay thì mọi chuyện nó sẽ khó khăn hơn đấy. Còn về phía Hà Nội thì họ cũng đã chiêu mộ những quân bài mới, nhưng mà thực sự mà nói thì những cái ngoại binh mà Hà Nội FC đưa về đang chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn. Vì thế cho nên là cái thành tích thi đấu của Hà Nội vẫn phụ thuộc rất nhiều vào những cái đóng góp của những cầu thủ gọi là cầu thủ nội, những cầu thủ trụ cột. Vì thế cho nên là nếu như mà Hà Nội FC muốn giành được chiến thắng trước
Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu ngày hôm nay thì sẽ phải cải thiện được cả bài toán hàng công lẫn hàng thủ, và đặc biệt là những ngoại binh. Nếu như ngoại binh mà chơi không tốt thì không có gì đảm bảo để mà Hà Nội FC có thể giành chiến thắng được cả. Mình có một cái linh cảm rằng Hà Nội FC sẽ có cái duyên và sẽ tiếp tục đánh bại được Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu ngày hôm nay. Cùng lắm thì hòa thôi, nhưng không thua được đâu. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video. Quý vị bạn có dự đoán gì về kết quả các trận đấu ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những chương trình tiếp theo.